10 cách để chúng ta có thể kiếm được tiền từ kiến thức của mình, dựa trên kinh nghiệm của Duy dựa trên những gì Duy đang thấy cái xu hướng và muốn chia sẻ với anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ nói tổng hợp 10 phương pháp hoặc là 10 sản phẩm. Nói cách khác, đây chính là 10 sản phẩm mà các anh chị có thể đóng gói lại để cho chúng ta có thể mang bán ra bên ngoài. Bởi vì sẽ có rất nhiều người mong chờ cái điều đó. Đầu tiên, cái điều mà có lẽ các anh chị nhìn thấy rõ ràng nhất ở uh, một cái sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày và đặc biệt là qua những gì các anh chị biết về Duy thì Duy là một người uh, cái tên của Duy được gắn liền với hai từ một là business coach và hai là trainer Đấy không ạ? trainer và cấp độ của Duy bây giờ là master trainer một là business coach và hai là trainer thì với hai từ khóa này chúng ta đã có ngay lập tức là hai sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy dễ dàng nhất rõ ràng nhất đúng không ạ một đó là gì ạ? Đó là khóa học. Sản phẩm đầu tiên là khóa học. Khóa học ở đây là gì? Khóa học là chúng ta, uh, các anh chị có thể đóng gói những cái nội dung của mình trở thành uh, những cái lượng kiến thức nhất định và các chị có thể chia sẻ ra bên ngoài. Được không Thì đối với khóa học này chúng ta sẽ có hai hình thức. Một là khóa học trực tiếp. Tôi sẽ nói với anh chị những ưu nhược điểm của từng, uh, của từng cái sản phẩm để các anh chị có thể nắm rõ được. Đầu tiên là khóa học trực tiếp. Khóa học trực tiếp là gì? Qua học trực tiếp thì chúng ta là cái hình thức mà ví dụ Duy đang đào tạo trực tiếp với anh chị Đúng không ạ? Duy đang chia sẻ kiến thức với anh chị, ở đây đang livestream là hoàn toàn miễn phí Nhưng nếu các anh chị đóng gói lại các cái kiến thức của mình Trở thành một chương trình đào tạo và các anh chị là người trực tiếp đi giảng dạy Các anh chị trực tiếp đi truyền tải cái kiến thức đó Với một cái khoản phí nhất định Ví dụ các anh chị tham gia các chương trình đào tạo của Duy Thì có thể có mức phí từ uh, vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng cũng có Đúng không ạ? và tất nhiên sẽ tùy theo cái sự uh, chuyên sâu cũng như là cái giá trị của nó và đặc biệt là tùy theo tùy thuộc vào cái sự tham gia của gì vào trong đó nữa thì cái mức phí của nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng đầu tiên là học trực tiếp, học trực tiếp có thể dưới hai hình thức, một là các anh chị có thể tổ chức là zoom hoặc là live stream này cũng được, live cũng được. Nhưng mà live có thể các anh chị có thể live trong nhóm kín hoặc các anh chị có thể là học offline. Thì cái đặc điểm của cái chương trình này là gì? À, nó cũng là chương trình đào tạo thôi nhưng mà À, cái lý do vì sao duyện tách nó ra với cái, cái số 2 số 2 của chúng ta có là khóa học à, thu hình sẵn thu hình sẵn được không ạ hay còn gọi là e-learning cái sự khác nhau đó là gì rõ ràng thu hình sẵn thì các anh chị sẽ chỉ cần đào tạo một lần mà thôi các anh chị chỉ cần quay một lần video đó sau đó thì chuyển giao cho các bạn uh, edit giống như duy bây giờ duy có thể uh, sau cái buổi livestream này thì các bạn sẽ tải cái video này của duy về các bạn sẽ chỉnh sửa và sau đưa trên cái nền tảng này cái chữ thể văn học được không ạ thì cái này chúng ta chỉ cần làm một lần là các anh chị đã có thể có một sản phẩm và liên tục bán cho những khách hàng mới. Nhưng đây là chương trình mà các anh chị sẽ cần có nền tảng để giúp cho học viên của mình có thể học được, giống như Duy đang có cái nền tảng online này để giúp cho học viên của mình. Thấy không ạ? Thì cái đặc điểm của cái này là các anh chị chỉ cần làm một lần nhưng các anh chị có thể dùng nhiều công cụ marketing khác nhau để lan tỏa nó, ví dụ như quảng cáo để tới khách hàng mới. Với những cái đặc điểm của cái sản phẩm này là các anh chị phải chọn ra những cái kiến thức nào của mình mà họ học viên của các anh chị có thể chỉ cần nghe hoặc là xem, không cần trực tiếp, không cần phải hỏi đáp, vẫn có thể hiểu được kiến thức đó thì là được. Còn với khoa học trực tiếp thì các anh chị sẽ phải là người trực tiếp tham gia vào đó. Hai cái đặc điểm, hai cái sản phẩm này nó có những cái lợi thế và những cái bất lợi khác khác nhau. Đối với khoa học trực tiếp thì các anh chị sẽ phải là người tham gia vào đấy. Các anh chị sẽ phải dành thời gian của mình, Được không ạ? Khóa học nào các anh chị cũng phải dành thời gian để lên kịch bản để làm slide bài giảng, tất cả mọi thứ đều giống nhau nhưng với khoa học trực tiếp các anh chị khi nào các anh chị dạy thì khoa học nó mới được triển, triển khai Vậy vậy cho nên nếu như các anh chị làm cái chương trình đào tạo trực tiếp thì thường học phí sẽ cao hơn bởi vì học viên khi tham gia vào đó thì học viên sẽ có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các anh chị học viên sẽ được giải đáp sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi giảng viên là bởi chính các anh chị Ở đây chúng ta phải hiểu rằng việc mà chúng ta đang bán kiến thức của mình bán kinh nghiệm của mình nếu như cái gì các anh chị cũng đi làm trực tiếp thì các anh chị sẽ có một công việc, có một cái nghề, dựa gọi là có một cái nghề thu nhập cao chứ nó khó để có thể là mở rộng được. Bởi vì mọi thứ đều phụ thuộc vào các anh chị. Chúng ta phải là người đi dạy, ví dụ các anh chị dạy cái thời điểm cao điểm của Duy, Duy dạy một tháng hai chương trình là Duy đã mệt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì tối nào cũng dạy, sau đó thì cuối tuần livestream rồi rất nhiều hoạt động khác về làm marketing. Cho nên những khoa học trực tiếp như vậy thường học phí rất là cao. Đúng không ạ? Nhưng ngược trở lại thì các anh chị sẽ được tương tác trực tiếp với học viên của mình và học viên của các anh chị họ cũng sẽ cảm nhận được cái điểm chạm nhiều hơn, có trải nghiệm tốt hơn trong quá trình đón nhận kiến thức của anh chị. Còn với e-learning thì rất thuận tiện. Thuận tiện là bất cứ khi nào các anh chị vào những nền tảng e-learning được thu hình sẵn, các anh chị hoàn toàn có thể xem lại kiến thức này, tức là học viên của anh chị. Thì cái đặc điểm đó nó sẽ thuận tiện. Mỗi một cái nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng và cái ưu nhược điểm lớn nhất của cái e-learning này nó có một từ khóa evergreen là gì? Evergreen có nghĩa là các anh chị có một chương trình đào tạo đó. Và bởi vì ví dụ như là thị trường uh, cái khách hàng của anh chị ở Việt Nam có khoảng 100.000 người. Thì nếu các anh chị đi dạy trực tiếp 100.000 người thì các anh chị sẽ mất hết sức rồi. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta đóng gói lại thành những cái tài những cái, những cái sản phẩm mà uh, số, những chương trình đào tạo số các anh chị bán ra bên ngoài tự động thì chúng ta gọi evergreen là mãi mãi xanh. Mãi mãi xanh có nghĩa là tự nó nó sẽ vận hành và tự nó nó sẽ tạo ra khách hàng mới của mình, tạo ra cái nguồn thu nhập. Thì cái này nó gần như là một nguồn thu nhập là thụ động cho các anh chị được không ạ? Tuy nhiên các anh chị lâu lâu cũng cần phải cập nhật lại kiến thức của mình. Thì đây là hai sản phẩm mà các anh chị có thể nhìn thấy đầu tiên mà tại thời điểm bây giờ chúng ta đang có rất nhiều sản phẩm. Xin lỗi có rất nhiều những nhà cung cấp. Đấy chính là các chương trình đào tạo. Thì hai sản phẩm đó là đào tạo trực tiếp và à, khách và những cái khóa học thu hình sẵn. Sản phẩm số 3 ngay cái tên gọi của Duy đó là Business Coach, đúng không ạ? Đó là Coaching hoặc là tư vấn. À, cái này ở tiếng Việt mình gọi là khai vấn, đúng không ạ? hoặc là consulting là tư vấn. Đây là một điểm mà Duy cảm thấy khi mà về Việt Nam có một sự bất ngờ không hề nhẹ liên quan tới cái lĩnh vực này. Ở thời điểm bây giờ Việt Nam thì có rất nhiều người làm coach. Đúng không Live coach là những người đưa ra giải pháp về hỗ trợ cho khách hàng của mình đạt được một cái mục tiêu nào đấy, thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình là người coach. Tuy nhiên thì có vẻ những cách thức triển khai ở Việt Nam nó không giống như những gì mà Duy được đào tạo ở nước ngoài về cái vai trò của người coach à, ở Việt Nam thì người coach gần như là người đi giải quyết vấn đề có nghĩa là tôi sẽ giúp cho các anh chị đạt được kết quả của mình bằng cách là tôi chỉ cho anh chị làm thế này ví dụ à, các anh chị có thể gặp một vấn đề liên quan đến mối quan hệ với bố mẹ và con cái được không ạ thì tôi sẽ ngồi nói chuyện với các anh chị một chút để tôi hiểu xem là các anh chị đang gặp vấn đề ở đâu và sau đó tôi hướng dẫn cho anh chị cách thức để triển khai nó thì cái đấy à, nó cũng không hẳn đúng cái vai trò của người làm coach Người coach là người huấn luyện viên, là người đi khai vấn, là người đi đồng hành và để giúp cho khách hàng của mình uh, nhận ra được cái vấn đề của họ và tự họ sẽ tìm ra được cái giải pháp. Nó là người họ là người đi đồng hành song song thôi. Nhưng mà về Việt Nam thì uh, giống như là chúng ta có rất nhiều người coach, các anh chị được đi học các chuyên môn của mình về. Sau đó các anh chị uh, nói rằng mình là một người coach, nhưng thực sự cái cách thức của anh chị nó chưa hẳn là người coach. Thì tới đây duy sẽ có những cái nội dung để chia sẻ với chị nhiều hơn về việc làm thế nào trở thành một người coach giống như duyệt đào tạo rất chuyên nghiệp duy là một business coach để đào tạo ở ở anh quốc được không ạ thì chúng ta nhưng mà nó quay ngược trở lại các sản phẩm số 3 ở đây là chúng ta đang biến kiến thức của mình biến những trải nghiệm của mình bằng một thành một cái giải pháp và thông qua cái hình thức là đồng hành trực tiếp cùng khách hàng của mình để mang lại cái kết quả mà họ mong muốn ví dụ như duy có những khách hàng như duy tuần trước có chia sẻ với chị là tuần vừa rồi duy có hai khách hàng mới trong một ngày hai khách hàng mới và cả hai khách hàng đều tham gia vào gói đồng hành của Duy uh, với giá trị là 1 tỷ. Và với mong muốn là được đồng hành trong vòng một, một năm và đạt được kết quả doanh số là 10 tỷ, được không ạ? Thì cái việc Duy đồng hành cùng với khách hàng của mình trong một khoảng thời gian như vậy và giúp họ đạt được một kết quả nhất định thì đó là một hình thức các anh chị đang dùng kinh nghiệm của mình và dùng những giải pháp mà các anh chị đã có được cho bản thân mình để áp dụng cho khách hàng. Thì thông qua đó các anh chị sẽ tạo ra kết quả. Và nếu kết quả đó nó xứng đáng, nếu không? Ví dụ như là x10 thì khách hàng sẽ sẵn sàng là trả cho anh chị là một phần 10 giá trị của nó. Có nghĩa là nếu như Duy cam kết với khách hàng của mình là đạt tới con số là 10 tỷ thì Duy sẽ thu về khách hàng của mình là 1 tỷ. Ví dụ như vậy. Thì đây là hình thức số 3 và hình thức này mang lại cho các anh chị rất nhiều những cái giá trị về mặt tài chính. Ở đây các anh chị nào mà cảm thấy cái hình thức coaching cả hình thức mà như Duy vừa chia sẻ hình thức số 3 này chúng ta đang dùng những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, những giải pháp mình đã xây dựng được để áp dụng cho người khác để giúp họ đạt được kết quả như họ mong muốn. Cái hình thức này các anh chị cảm thấy phù hợp với mình, cảm thấy tuyệt vời với mình. Có cái người tư vấn là cái người mà đi đưa vào giải pháp trực tiếp cho khách hàng của mình. Tóm lại, các anh chị sẽ thay vì như Duy nói đầu tiên, đó, thay vì các anh chị chỉ đặt câu hỏi để gợi ý cho khách hàng, các anh chị vào giải quyết luôn. Ok, anh đang gặp vấn đề A đúng không? Tôi có kiến thức trong vấn đề A, tôi có công cụ, tôi có giải pháp. Các anh chị cứ giao cho tôi, tôi sẽ thực hiện giải quyết vấn đề A đó, sau đó tôi sẽ bàn giao lại cho anh chị. Thế đấy là việc tư vấn, đúng không ạ? Vâng, thì ở đây ấy, nói việc coach này À, thực ra thì tất cả chúng ta đều có thể trở thành một người coach và quan điểm của Duy các chị nên đều nên trở thành một người coach trong một cái lĩnh vực nào đó. Bởi vì cái kỹ năng của coaching là kỹ năng để khai vấn, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng đi sâu vào vấn đề của khách hàng. Kỹ năng này nó không chỉ dành cho công việc mà nó dành cho rất nhiều các cái vấn đề khác trong cuộc sống cái tính ứng dụng của nó cực kỳ cao. Ví dụ các chị làm chủ doanh nghiệp, các chị làm quản lý, các chị nên trang bị cho mình kỹ năng về coaching để giúp cho nhân sự của mình có thể phát triển hơn. Bởi vì khi nhân sự của anh chị phát triển hơn có nghĩa rằng doanh nghiệp của mình cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Cho nên nếu như mình có kỹ năng coaching là kỹ năng để giúp cho một người nào đó hoặc nhiều người nào đó cải tiến, nâng cấp lên thì đó có thể được gọi là coaching rồi. Và không nhất thiết các anh chị phải là giống như Duy Business Coach là người được đào tạo với chứng chỉ rõ ràng. Các anh chị hoàn toàn có thể coach cho nhân sự của mình hoặc là ba mẹ có thể là huấn luyện, khai vấn cho con cái của mình để các bạn ấy nhận ra À, cái cách thức để giúp các bạn ấy làm tốt hơn. Cho nên cái vấn đề cái cái, cái nghề coach ở đây ấy, các anh chị nào có thể đam mê trong nghề coach, các anh chị tới đây có thể gặp rỡ Duy trực tiếp Để Duy có thể huấn luyện cho anh chị, Đúng không ạ? Nhưng nếu các anh chị nào mà không muốn theo công việc này, con cái, cái nghề này, các anh chị vẫn hoàn toàn có thể học cái kỹ năng coaching để giúp cho những người xung quanh của mình trở nên tốt hơn. Và đặc biệt các anh chị hoàn toàn có thể coach cho chính bản thân của mình. Nên sản phẩm thứ ba chúng ta ở đây có là sản phẩm coaching, được không ạ? Ở đây các anh chị có thể thu về những khóa học của mình với mức phí từ vài trăm ca cho đến là vài trăm ca cho đến là hàng chục triệu đúng không ạ à, nếu mà học trực tiếp thì có lẽ vài trăm ca hơi ít đúng không ạ từ vài triệu cho đến là vài chục triệu các anh chị à, có những chương trình e-learning các anh chị sẽ có cái thu nhập của nó có thể từ vài trăm ca cho đến là vài triệu còn với dịch vụ mà coaching và tư vấn này thì phí của nó có thể lên tới là tiền tỷ vài trăm triệu đến tiền tỷ đúng không ạ cho nên đó là à, cái việc mà chúng ta biến bởi vì nếu như các anh chị có thể giải quyết được vấn đề lớn thì khách hàng sẵn sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho anh chị trong phần này. Rồi, sản phẩm số 4 mà các anh chị có thể đóng gói lại và bán ra bên ngoài để kiếm tiền từ đó bằng kiến thức của mình. Đó là gì ạ? Đó là sách hoặc là ebook. Đây là hai sản phẩm mà chúng ta thấy dễ nhất. À, thường ngày ai có lẽ là ở đây ai chúng ta cũng được đọc sách rồi. Các anh chị xem Duy ở đây đang xem livestream của Duy thì Duy nghĩ rằng là các anh chị chúng ta đều đã đọc sách, đều đang đọc sách thì sách và ebook là tổng hợp kiến thức của chúng ta và biến lại thành một sản phẩm giống như duy có cái cuốn các anh chị học trong chương trình sales của duy thì có cuốn uh, công thức chốt sale giá cao chìa khóa để gấp đôi tỷ lệ chốt sale trong 3 tháng không và đây là công thức và kịch bản quy trình để các anh chị có thể chốt sale được với những sản phẩm cao cấp sản phẩm giá cao thì khi các anh chị đóng gói những sản phẩm như này thì cái mức giá của nó có thể dao động chắc là chỉ vài trăm k thôi thông thường là vài trăm k đúng không thì khi các anh chị có thương hiệu rất lớn các anh chị tạo ra những cái, cái bí kíp võ công nào đấy thì có thể là bán lên vài triệu nhưng mà thường sẽ là vài trăm ca hoặc chứ anh chị bán một bộ rất lớn nhưng vài trăm ca thì các anh chị sẽ có một cái nguồn thu nhập và cái đặc điểm lớn nhất của những sản phẩm này đó là tính lan tỏa và tính uh, nó sẽ đẩy mạnh cái thương hiệu của anh chị lên rất nhiều thường á những người nào mà viết được thì chúng ta luôn nhìn nhận người đó là cái người có khả năng tư duy tốt là người có khả năng chuyên môn sâu đúng không ạ Cho nên chúng ta thường sẽ có xu hướng là cố gắng viết một cuốn sách nào đó để đời và thông qua đó nếu mà chúng ta được giới thiệu đây là một tác giả của một cuốn sách lập tức là cái vị thế của mình cũng cao hơn rất nhiều và tại thời điểm bây giờ thì chúng ta lại còn có sự hỗ trợ của AI của ChatGPT cho nên cái việc các anh chị viết sách để có ý tưởng để viết sách nó sẽ dễ, dễ dàng hơn rất là nhiều tất nhiên dù không khuyến khích các anh chị là viết 100% bằng AI các anh chị có thể tham khảo về ý tưởng từ đó thì đây là cái nguồn thu nhập số 4 mà các anh chị có thể có được từ kiến thức của mình. À thu nhập số 5 mà các anh chị có thể làm được. Đó là membership. Membership là như nào? Membership hay là bán là bán uh, vé thành viên. Ngay cái sản phẩm này cũng đã nói ra cái cái hình thức tổ chức đúng không ạ? Các anh chị có thể tạo ra một nhóm về nhóm trên Telegram, nhóm trên Zalo, nhóm trên Facebook, nhóm trên một cái nền tảng nào đấy và thành viên khi tham gia vào đó sẽ được nhận rất nhiều những cái lợi ích khác nhau. Nhưng để có thể duy trì được những cái lợi ích đó thì thành viên sẽ cần phải đóng phí hàng tháng Ví dụ như là 100.000, 500.000, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng tùy theo các giá trị anh chị mang lại là cái gì Đúng không Ví dụ như các anh chị, một số các anh chị kinh doanh trong lĩnh vực về chứng khoán, về tài chính Thì các anh chị sẽ có các nhóm để bắn tín hiệu, nhóm để đưa lệnh để cho mọi người làm theo Và các thành viên nào muốn vào trong đó để được nhận các tín hiệu để có thể giao dịch ngay trong ngày Và kiếm được nhiều tiền, các anh chị phải đóng một khoản phí là mấy chục nghìn một ngày hay là mấy trăm nghìn một ngày hoặc là mấy trăm nghìn một tháng hoặc là mấy triệu một tháng. Thì tất nhiên là các anh chị nhìn thấy cái giá trị của nó rất lớn thì việc đóng phí như vậy rất đơn giản. Và đây chúng ta nâng cấp bằng cách là mở rộng số lượng thành viên của mình thì các anh chị sẽ có một cái khoản thu nhập rất ổn định, rất đều đặn dành cho mình, được không ạ? Nguồn thu nhập số 6 sản phẩm số 6 đến từ uh, từ uh, kiến thức của anh chị, đấy chính là gì ạ? Quảng cáo. Thu nhập từ quảng cáo. Thế nào là thu nhập từ quảng cáo? Chỉ lấy ví dụ uh, tổng số lượng những người theo dõi của Duy trên các nền tảng bây giờ thì cũng gần 1 triệu người. Có YouTube, có Facebook, có TikTok, đúng không ạ? Và các chị cũng biết được rằng là những cái nền tảng như vậy khi mà những người khác vào xem content, xem video của anh chị thì các nền tảng nó sẽ trả phí cho mình. Và phí đó đến từ việc là các chị vào xem video của Duy, các chị sẽ thấy các quảng cáo. Thì các chị sẽ có nguồn thu nhập từ quảng cáo đó. Và những người mà có cái mô hình mà dành cho những người chuyên đi xây kênh để kiếm tỷ quản tiền từ quảng cáo thì đó là những nhà sáng tạo nội dung YouTuber, đúng không ạ? TikToker là những người kiếm tiền từ các hoạt động quảng cáo như vậy. Và ở đây ấy, chúng ta làm, ở đây Duy muốn phân tích các anh chị có một sự khác nhau là như này. Nếu như các anh chị làm uh, kênh quảng cáo về mặt giải trí thì các anh chị có thể kiếm tiền được từ nó. Nhưng chúng ta nói đến việc là biến kiến thức của mình trở thành nguồn thu nhập. Thì đây chúng ta nói đến việc các anh chị chia sẻ lại kiến thức của mình. Các anh chị chia sẻ lại những gì mà mình đã đạt được và hướng dẫn mọi người đạt được kết quả tốt. Thì những người theo dõi các anh chị cũng sẽ là những người vào À, xem kênh và xem các quảng cáo đó của các nền tảng và các anh chị cũng sẽ nhận được khoản khoản thu nhập từ quảng cáo giống như duy vậy, được không ạ? thì à, chúng ta anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn mình có thể trở thành là những người đi giải trí tức là làm những cái nội dung giải trí kiếm tiền chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn từ về quảng cáo, được không ạ? bởi vì đó là cái cái nội dung nhiều người quan tâm hơn nội dung về kiến thức sẽ ít nhiều ít người xem xem hơn nhưng mà lại thông qua những cái nội dung này chúng ta sẽ xây dựng được cái thương hiệu chuyên gia của mình và các anh chị mới có cơ hội để có những cái nguồn thu nhập khác chứ không chỉ là từ, từ quảng cáo, thấy không ạ? Đó là nguồn số 6. Nguồn số 7 mà chúng ta có thể làm được, đấy chính là gì ạ? Cũng là đào tạo, nhưng mà đào tạo nội bộ hoặc là đi làm diễn giả. Nếu các anh chị vào website của Duy thì các anh chị thấy rằng mức phí của Duy trong một buổi đào tạo uh, nội bộ hoặc là diễn giả trực tiếp thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 60 cho đến 80 triệu trong một buổi. Một buổi này kéo dài tối đa là 3 tiếng đồng hồ và duy uh, các các anh chị cũng hỏi là nếu mà trả nhiều tiền như vậy thì làm sao mà người ta ai anh chị làm sao mà thuê được duy thì họ chắc chắn rồi các anh chị không phải đối tượng khách hàng của duy nhưng nếu như các anh chị đang là các tập đoàn lớn các anh chị giống như khách hàng của duy là mobifone là aia là các cái tập đoàn về tài chính tập đoàn về bất động sản đúng không ạ hay là các công ty bảo hiểm họ là những người sẽ sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn để mời các diễn giả về bởi vì đối tượng đào tạo của của, của duy đấy chính là những người làm sales những người làm tư vấn những người mà sẽ tạo ra rất nhiều tiền cho các tập đoàn đó. Và với những mức phí mà có những buổi của Duy Chia trao đổi chỉ có trong vòng một tiếng đồng hồ, không một tiếng đồng hồ mà à, cái thù lao đã lên đến, tiền, đến tiền trăm triệu thì rõ ràng đây là một nguồn thu nhập rất tích cực để họ đây là nguồn thu nhập mang lại cái giá trị lớn hay nói hay thỉnh thoảng duy hay nói vui với mọi người thì chúng ta đang duy đang làm là cái nghề nói nhưng mà có lương cao ngày xưa thì các thầy cô à, các thầy cô thì cũng đi dạy học viên của mình nhưng các thầy cô sẽ trả được tiền lương theo tháng và theo buổi của duy còn vào mỗi một tháng hình như là được bao nhiêu tiền đấy mấy triệu đấy còn duy bây giờ thì chẳng qua là cái nghề của duy là nghề nói nhưng mà nói thu nhập cao hơn mức lương cao hơn tại sao gọi là nghề có thu nhập cao lương cao là bởi vì nếu như duy không nói thì sẽ không có nguồn thu nhập này nhưng đây là một nguồn thu nhập rất tốt và nếu như các anh chị biết cách để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trở thành vị trí số 1, vị trí tốt đầu ở trên thị trường thì các anh chị sẽ có cái nguồn thu nhập này chia sẻ với chị là duy hoàn toàn là người không duy không phải là người diễn giả từ trước khi bắt đầu cái công việc này cách đây hơn 2 năm thôi duy bắt đầu công việc diễn giả của mình và cái mức phí thù lao của duy trong mỗi phần diễn giả như vậy nó cứ tăng dần tăng dần qua thời gian nhưng mà trước đó duy là một người không 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 gọi là không biết cách nói chuyện duy không phải là người biết cách nói chuyện trước đám đông duy không phải là người biết cách để chia sẻ kiến thức của mình như thế này với các anh chị và duy dành thời gian để luyện tập duy biết rằng cái con đường này cần cái kỹ năng gì và một trong những kỹ năng đó là public speaking là nói chuyện trước đám đông. Thì Duy đã dành thời gian để đi học cái kỹ năng nói chuyện trước đám đông này. À, nói về vấn đề này, thời gian tới đây Duy sẽ có một chương trình rất đặc biệt. Duy sẽ đồng hành trực tiếp cùng một số các anh chị chuyên gia trong đó có các MC truyền hình, trong đó những anh chị chuyên gia về uh, tư vấn về giọng nói và về phong thái trong kinh doanh để có thể giúp các anh chị nâng cao được kỹ năng về giao tiếp và phong thái trong kinh doanh chuyên nghiệp giống như những gì mà Duy đã xây dựng cho bản thân của mình. Và khi các anh chị xây dựng được cái thương hiệu của mình như vậy, với những tác phong, những phong cách, những cách thức giao tiếp và cách thức truyền tải, truyền cảm hứng và chuyên nghiệp như vậy, các anh chị sẽ trở thành những nhà đào tạo, những người đi diễn làm diễn giả với cái mức thu nhập giống như Duy vừa vừa nói, Càng trăm cả trăm triệu đồng trong một tiếng đồng hồ. Ở đây các anh chị muốn điều đó không ạ? Nếu các anh chị quan tâm đến việc trực tiếp được Duy hướng dẫn cho anh chị cái cách thức để có thể có kỹ năng về giao tiếp và phong thái chuyên nghiệp và đây là nguồn thu nhập nó sẽ rất tốt cho các anh chị nếu như các anh chị có thể tập trung vào xây dựng được các kỹ năng của mình và thương hiệu của mình. Duy làm được, các anh chị cũng hoàn toàn có thể làm được bởi vì tất cả những thứ này nó đều là kỹ năng mà thôi. Mà đã là kỹ năng thì sao ạ? Kỹ năng thì đều có thể thực hiện được. Nguồn số 8. Nguồn số 8 là các anh chị có thể có những chương trình webinar hoặc là live stream trả phí. Thì cái này nó cũng giống như là hình thức mà Duy đang làm bây giờ nhưng chỉ đơn giản là anh chị có thu phí mà thôi. Còn bởi vì với vai trò của Duy với cái sứ mệnh của Duy đặt ra cho bản thân mình Đó là Duy muốn trở thành người chia sẻ cái kiến thức và giá trị nhiều nhất trên mạng xã hội ở Việt Nam Từ về liên quan đến công việc, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến phát triển bản thân Duy muốn đặt ra cho mình cái sứ mệnh là trở thành người chia sẻ kiến thức nhiều nhất Cho nên á, Duy làm những hoạt động này hoàn toàn miễn phí để họ Nhưng các anh chị hoàn toàn có thể làm cái này với một cái mức phí nào đó Và các chị sẽ có một thu nhập từ nó Được chưa ạ? Rồi, cái rất đơn giản Số 9 Số 9 đây đây là bán sản phẩm. Và các anh chị chúng nãy giờ chúng ta nói là à, sản phẩm chúng ta sẽ có hai loại sản phẩm vật lý và sản phẩm là số. Nãy giờ chúng ta nói đến việc là bán biến kiến thức của mình đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có sách là sản phẩm, ebook là vật lý, digital là sản phẩm à, về, um, về 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 cái gì ạ? Về khóa học là kiến thức của mình. Tuy nhiên phần này nó hơi lệch một chút xíu về cái nội dung hôm nay. Có một loại sản phẩm khác, hai cái sản phẩm này là sản phẩm liên quan đến kiến thức của anh chị nhưng mà duy muốn nói thêm một phần số 9 này có một loại sản phẩm khác là sản phẩm nó sẽ được gắn liền với thương hiệu của anh chị sản phẩm liên quan đến thương hiệu khi chúng ta xây dựng được một thương hiệu rồi ví dụ các anh chị đã có kênh uh, từ bao nhiêu từ một mươi bây giờ các anh có kênh khoảng 10.000 người follow là các anh chị đã bán được cái, 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 những cái sản phẩm của mình rồi Được không ạ hoặc là các anh chị um, có thể là gì như duy bây giờ có cần kho khoảng gần một triệu người follow rồi thì Duy có thể đưa vào các sản phẩm nó liên quan tới thương hiệu của mình nó phù hợp. Ví dụ như bây giờ Duy là người đào tạo nhưng Duy cũng là người làm kinh doanh. Thì Duy hoàn toàn có thể tạo những sản phẩm hoặc thiết kế những sản phẩm theo cái thương hiệu của mình mà phù hợp với đối tượng khách hàng là những người theo dõi mình, các fan hâm mộ của mình. Ví dụ như là cái bút chẳng hạn. Đó. Ở đây có anh chị nào mà quan tâm muốn mua một cái bút giống như Duy là một người rất thích dùng bút. Và Duy đang trong cái giai đoạn phát triển một chiếc bút mà mang cái concept, mang đậm chất của Việt Nam nhưng dành cho doanh nhân với cái mức giá trị của nó là hòa rơi khoảng từ 2 triệu cho đến 20 triệu một sản phẩm một chiếc bút bút ký dành cho CEO chủ doanh nghiệp ở đây các anh chị thấy nếu Duy là người đi bán chiếc bút này có phù hợp không ạ có hay không comment trong chat Duy sẽ phù hợp bởi vì đối tượng của Duy khách hàng của Duy là những người quan tâm đến kinh doanh và trong đó có rất nhiều là CEO là chủ doanh nghiệp là quản lý và Duy là một người cũng kinh doanh đúng không ạ cho nên bây giờ thực ra chúng ta cũng biết rằng ai cũng đều có thể bán một sản phẩm nào đó nếu như chúng ta có một nền tảng là người theo dõi hay nói khác là chúng ta có kênh phân phối vậy thì tại sao chúng ta không đóng gói thì những sản phẩm ví dụ như cây bút này để chúng ta đưa tới cho người theo dõi mình bởi vì có sao đâu nếu như họ là những người đã yêu mến mình thì chúng ta tạo sản phẩm mà họ cũng đang cần thì đó là điều tuyệt vời nhất tôi được dùng cây bút được chính tay người mà tôi hâm mộ thiết kế và tạo ra nó cho nên bật mí với anh chị là tới đây Duy sẽ có những sản phẩm là những chiếc bút ký, những chiếc bút dành cho các anh chị đang làm quản lý, các anh chị muốn thể hiện bản thân của mình với một chiếc bút là biểu tượng của doanh nhân, biểu tượng của sự thành công. Thì đó là sản phẩm của Duy đang phát triển, được không ạ? Dạ vâng, rất phù hợp các anh chị. Thì lời khuyên của Duy là đây cũng là cái nguồn thu nhập mà các anh chị có thể làm được. Ở đây các anh chị có thể nói là, à, thế thì bây giờ nếu như mà tôi muốn trở thành một chuyên gia thì tôi phải làm video thường xuyên như anh duy, tôi phải đứng livestream nhiều như anh duy, thì uh, đối với tôi nó cũng hơi khó bởi vì tôi chưa có kỹ năng, tôi chưa có sự tự tin, đồng ý và các chị có thể nói rằng là cái thế mạnh của tôi bây giờ là viết, chẳng hạn hoặc là nói nhưng mà không phải là hình, tức là không phải là hình ảnh mà là viết hoặc là nói thế thì tôi có cách thức nào hay không? Có, để họ bây giờ tất cả mọi người chúng ta đều có cơ hội, các anh chị có hai hình thức để kiếm tiền khác đó là bằng cách viết hoặc là bằng cách nói nói là như nào các anh chị có thể làm ra những podcast còn viết là các anh chị có thể làm ra những bài blog là những cái kênh blog bài viết của mình đã là chuyên gia đã kiến thức thì tất cả mọi hình thức truyền tải đều được đón nhận đều được đánh giá cao miễn là nó có giá trị với người theo dõi cho nên podcast là một hình thức mà trong khoảng hơn một năm gần đây hai năm gần đây thì nó đang phát triển rất mạnh và hình như là chúng ta có kênh của anh hiếu nguyễn anh hiếu nguyễn cũng là ở bên úc giống như duy họ anh Hiếu Nguyễn cũng không có xuất hiện trên cái kênh YouTube của mình mà hoàn toàn chỉ là podcast dạng nói và trong đó thì đưa vào hình ảnh là những cái thiết kế trông rất là ấn tượng và đẹp mắt và chia sẻ rất nhiều về phát triển bản thân và tài chính thì thông qua đó chúng ta cũng lấy được kiến thức của anh Hiếu Nguyễn hay tương tự như vậy có rất nhiều người đang viết những trang uh, blog những trang chia sẻ kiến thức dưới dạng viết và có rất nhiều fan hâm mộ theo dõi để nhận được kiến thức từ đó và chia sẻ những bài viết đó trên Facebook trên các nền tảng viết và các anh chị cũng sẽ có được những cái người những cái lượng theo dõi của mình thì thông qua cái lượng này các anh chị có thể hoàn toàn có được nguồn thu nhập từ nó bằng cách là bán các công cụ đúng không ví dụ các anh chị nói về tài chính cá nhân các anh chị có thể bán những công cụ về việc quản lý tài chính cá nhân của mình hay là các anh chị có bài blog chia sẻ về marketing các anh chị sẽ có thể bán được những cái biểu mẫu trong marketing đúng không nhưng biết làm sao là chúng ta trao được giá trị cho mọi người và mọi người cảm thấy rằng các chị họ sẽ cần cái công cụ và cần những cái biểu mẫu này của anh chị hay nói khác với cả tất cả 10 10 cái nguồn thu nhập này thì chúng ta đang làm một việc đó là chúng ta đang định vị mình là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đấy chuyên gia ở đây thì quan điểm của Duy có nhiều cấp độ của chuyên gia bây giờ không nhất thiết cứ phải là những người giống như Duy đào tạo về thạc sĩ quản trị kinh doanh tại những trường top 60 top 1 thế giới làm thì mới được gọi là chuyên gia Đúng không? Quan điểm của Duy nó nhẹ nhàng hơn mọi người rất nhiều ở chỗ này. Duy sẽ là chuyên gia trong cái đối tượng khách hàng của mình. Nhưng nếu các anh chị có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó, các anh chị có giải pháp trong vấn đề nào đó thì Duy cũng coi các anh chị là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, trong phạm vi của mình, đúng không Ví dụ phạm vi các anh chị là tôi có kinh nghiệm để chuyên đi setup các cái nhà hàng thì tôi sẽ định vị mình trở thành một chuyên gia chuyên đi setup nhà hàng và như vậy tất cả khách hàng của tôi là những người muốn setup nhà hàng sẽ tìm đến tôi và tôi sẽ cung cấp dịch vụ của mình có thể là coaching có thể là setup có thể là tư vấn có thể là đào tạo có thể là triển khai thi công tất cả mọi thứ đúng không ạ và bằng cái kiến thức của tôi như vậy là các anh chị cũng là chuyên gia trong lĩnh vực của mình chứ không nhất thiết là phải bằng cấp gì cả nhưng cái chính ở đây cái quan trọng nhất ở đây các anh chị sẽ cần phải có được cái giải pháp và thứ hai các anh chị phải có cái điểm khác biệt là thế mạnh của mình là thế mạnh của bản thân mình Tuy nhiên có rất nhiều người đặt câu hỏi là thế thì thế mạnh của tôi là gì? Làm thế nào để tìm ra được cái thế mạnh của tôi và từ đó xây dựng nó để trở thành một doanh nghiệp giống như Duy bây giờ? Duy biết thế mạnh của mình là gì? Duy phát triển thương hiệu cá nhân của mình dựa trên thế mạnh đó và xây dựng doanh nghiệp từ đó mà Duy gọi đó là một đế chế. Tại sao đế chế? Đế chế bởi vì Duy đang là một người truyền cảm hứng ở trong ở trong cái, cái tệp những người theo dõi mình, đúng không ạ? gọi là đế chế. Ở đây nếu như các anh chị nào cũng muốn biết tìm cách nào đó, làm thế nào đó để tìm ra được cái thế mạnh của mình là gì và thông qua đó xây dựng được một đế chế là một doanh nghiệp của riêng mình cũng có những người theo dõi cũng có những nhiều nguồn thu nhập khác nhau như Duy vừa chia sẻ với anh chị Các anh chị nào rất uh, muốn biết cái tấm bản đồ để đạt được điều đó bởi vì cuối tháng 11 này Duy có một buổi zoom gọi là buổi zoom như một chuỗi 3 ngày liên tiếp zoom để hướng dẫn cho anh chị từ cách làm thế nào để khám phá được bản thân của mình, tìm ra được thế mạnh của bản thân mình, rồi thông qua đó lan tỏa được thế mạnh đó và xây dựng được một doanh nghiệp với cái nguồn thu nhập 10 chữ số như thế này và tạo dựng một đế chế của riêng mình.